Thưa quý vị, thưa các bạn, với chiều dài 1.450 km, tuyến hành lang kinh tế Đông Tây đi qua 19 tỉnh của 4 nước, Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam. Hành lang kinh tế Đông Tây đóng vai trò quan trọng nhằm tạo điều kiện để 3 tỉnh là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng của Việt Nam phát triển, tăng cường quan hệ hợp tác ngoại giao, giao lưu thương mại, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, hình thành các trung tâm thương mại du lịch, đáp ứng được các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và từng bước xây dựng tạo nên một chuỗi đô thị trên tuyến hành lang Đông Tây. Sự hình thành hành lang kinh tế Đông Tây đem lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho các quốc gia thành viên, là cơ hội cho các quốc gia liên kết chặt chẽ với nhau, cùng tiếp cận có hiệu quả nguồn lực như tài nguyên khoáng sản, năng lượng và cơ sở hạ tầng, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại, đầu tư và du lịch xuyên biên giới, phát triển các hoạt động kinh tế thông qua việc sử dụng hiệu quả không gian kinh tế và hình thành khu vực kinh tế xuyên quốc gia v.v. Tuy nhiên, so với tiềm năng trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, những kết quả đã đạt được còn chưa như mong muốn. Hiện nay là cái thông quan ở cửa khẩu hàng hóa nó chưa được thuận lợi, cho nên các doanh nghiệp đi qua mình qua Lào để đi Thái Lan là phải liên thông cửa khẩu, hoặc là Thái Lan đi qua mình cũng vậy, cho nên là cái luật về xuất nhập khẩu của đôi bên nó vẫn còn cái rào cản, cho nên khi doanh nghiệp chưa được thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa. Đà Nẵng được xác định là một thành phố đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Cảng Đà Nẵng là điểm cuối của phía đông của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây với vai trò là cửa ngõ ra Thái Bình Dương và là cảng xuất khẩu hàng hóa của một vùng giàu tiềm năng chưa được khai thác, bao gồm Lào, Đông Bắc Thái Lan, Myanmar và miền Trung Việt Nam. Đây là một lợi thế quan trọng thúc đẩy giao lưu kinh tế của Đà Nẵng với các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mekong và các vùng kinh tế khu vực sông Hằng, Ấn Độ. Đối với thành phố Đà Nẵng, cái việc tổ chức hội chợ hành lang kinh tế Đông Tây lần này là cũng mong muốn tạo cái cầu nối giữa các cái cộng đồng, các cái doanh nghiệp trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây để kết nối giao thương, góp phần giúp cho cộng đồng các cái doanh nghiệp trên cái trục hành lang kinh tế Đông Tây hội nhập sâu hơn. Góp phần vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, du lịch, đầu tư giữa các tỉnh và các nước nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Mới đây, tại Đà Nẵng đã diễn ra hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2015. Hội chợ này có quy mô trên 400 gian hàng của 200 doanh nghiệp, đơn vị tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Ấn Độ tham dự vào cái hội chợ hành lang kinh tế Đông Tây tại Đà Nẵng. Và sự kiện này là sự kiện thể hiện tầm quan trọng mà Ấn Độ, sự quan tâm của Ấn Độ đối với cái hành lang kinh tế này, và đẩy mạnh cái hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam trong cái Ấn Độ và các nước ASEAN. Tại hội chợ, các nước đã giới thiệu các sản phẩm du lịch, thương mại và đầu tư như sản phẩm điện tử, công nghệ thông tin, sản phẩm chế biến, đồ gỗ, trang trí nội thất, ngoại thất, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm dệt may v.v. Ngoài ra, các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Lào, Thái Lan, Việt Nam cũng đã được tiến hành. Có thể khẳng định đây là dịp để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế giao lưu, tìm kiếm đối tác, quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng, đồng thời là cơ hội tốt cho các nước nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây quảng bá tiềm năng kinh tế, thương mại, dịch vụ và đầu tư, thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong khu vực. Trong cái bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực, đặc biệt là cái việc hình thành khu cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm nay sắp sửa chính thức bắt đầu, thì cái hội chợ này là hội chợ có ý nghĩa rất là lớn. Trong cái bối cảnh đó thì đây là một điểm nhấn và là một cái hoạt động quan trọng, tôi nghĩ quan trọng để thúc đẩy cái sự hội nhập của miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. Như vậy là hội chợ nó thể hiện một cái ý nghĩa quốc tế, khu vực đúng tầm của một hội chợ, tạo một cái hành lang kinh tế giao thương giữa Đông và Tây trong cái khu vực sông Mekong. Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2015 nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015 được tổ chức lần thứ 5 tại Đà Nẵng. Đây là nơi hội tụ cho các doanh nghiệp trên tuyến EWEC và ASEAN, gắn kết sự hợp tác của các doanh nghiệp trên tuyến thông qua hoạt động hội chợ, từ đó thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và đầu tư, cải thiện điều kiện kinh tế xã hội trong khu vực. Đây cũng là dịp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Từ đó, các nước sẽ chuẩn bị tốt hơn nữa và sẵn sàng cho việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm nay.